mai 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 phi phi. Loại nhân sâm 70 củ 1 kg, màu vàng ruộm, sờ hơi dính tay, được phơi đầy tại khu chợ bên kia biên giới. Đây cũng là dược liệu mà chính đầu nậu phụ trách việc thu gom vận chuyển hàng lậu cảnh báo chất lượng chỉ đạt 40-50% vì đã bị rút hết tinh chất. Nhưng giá cả mới là thứ khiến nhiều người phải giật mình vì rẻ. Sâm này bán thế nào ạ? 200, thật ạ, không kém rồi đấy. 200 đồng tiền Trung, tương đương 675.000 đồng tiền Việt. Thế nhưng khi về đến phố Thuốc Bắc ở Lạn Ông, quận Hoàn Kiếm, thì loại nhân sâm này lại có mức giá cao gấp gần 4 lần. Bao nhiêu tiền 1 kg sâm ạ? Cái này á, 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi một cân. Nếu trừ đi cước phí vận chuyển hàng lậu đã chọn gói cả tiền làm luật, cùng cam kết được đền tiền khi bị bắt hàng đối với mặt hàng nhân sâm là 21.000 đồng 1 kg, thì mỗi 1 kg sâm vẫn bị đội giá lên đến 1,8 triệu đồng. Khoản lợi nhuận khổng lồ này đã chảy vào túi ai? Không ai khác ngoài chủ hàng lậu và những gian thương người Việt. Từ thời trước đến nay thì ngay từ thời cổ nhân thì một trong 9 lời răn dạy của cụ Hải Thượng thì trong đó có nói phân giao cho thầy thuốc là không nên dùng các cái dược liệu thứ phẩm. Và cũng không phải bây giờ mà từ trước đến nay thì vì lợi nhuận thì cũng rất nhiều người như vậy là vi phạm cái đạo đức của người kinh doanh cũng như đạo đức của người làm thuốc. Khảo sát của phóng viên cho thấy nhiều loại dược liệu khác đang được bán tại phố Lạn Ông trung bình có giá cao gấp từ 3 đến 5 lần so với mức giá mua hàng ở khu chợ phía bên kia biên giới. Thậm chí loại kỳ tử này được nhập tại chợ Ái Điểm giá 16 đồng tiền Trung, tức khoảng 60.000 đồng trên 1 kg. Nhưng khi đến tay người dùng Việt Nam được đóng bao bì thì giá gấp gần 7 lần khi người bán hét giá 400.000 đồng 1 kg. Một vốn, bốn lời, câu nói đúng với thực tế những gì đang diễn ra trên thị trường buôn lậu dược liệu hiện nay.